Hello các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của ba anh em tụi mình. Câu chuyện tháo gà. Dạ hôm nay ba anh em tụi mình sẽ có một trò chơi nhân gian khá là thú vị nha các bạn. Đó chính là bịt mắt bắt vịt. Và bịt mắt bắt vịt này sẽ có giải thưởng nha các bạn. Đó là ai bắt được một con là sẽ thưởng được 200 euro vô trong máy. Có giải thưởng là một con sẽ được giải thưởng 200k. Ai bắt được con vịt nào sẽ lấy con vịt đó và hưởng thêm 200k nữa nha các bạn. Hấp dẫn quá, quất luôn. Rồi, mời các bạn hãy đi đến chỗ bắt vịt của mình nha các bạn. Đi. Đi. Các em thả vịt mà cứ cánh hết cho đừng sợ nó bay á, mình bắt không được nên mình cứ cánh hết nha. Rồi. Chuẩn bị bịt mắt nè. Rồi, bây giờ ủ bế đi, ai bắt trước nè. Ai bắt trước gì vô lượt mà. Vô lượt hả? Ừ. Bịt mắt chơi nào bắt được đó ăn nè. Sao mà hay gì mà không dám chơi trời. Để bỏ điện thoại qua đây cái. Rồi. Vô đàng hoàng nha. Chuẩn bị nha mấy bạn. Rồi mày bịt trước đi. Này tơ té chắc dữ à. Vô mày. Bịt đàng hoàng đó mày. Đây, mình chơi ra ha. Đúng. Đúng vậy, cái lỗ mũi. Thở. Thôi, rồi vậy đó. Rồi cho. Rồi nha. Không chơi ăn gian nha. Rồi. Không chơi ăn gian thôi. Các bạn làm chứng nha mấy bạn. Ai của camera là chứng nha. Chơi ăn gian là không chơi số đó. Rồi. Chị mới vô nè. Rồi. Rồi. Mình đóng tao nghe coi con vịt nó kêu đâu nha. Rồi, không có đụng đâu. Con nha.
Tao nghe tiếng đây nè. Tao tao với mấy ông nội. Tao tao chơi thôi. Con mà thằng nào giật cái đứa trong mất tiêu rồi nè. Đừng. Từ mình định có manh động. Dạ.
Ôi trời ơi, bắt được con nữa các bạn. Thả ra nè. Mình nãy giờ chưa được con nào hết trơn rồi. Nó nghỉ luôn á. Ê! Im, 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 để coi nó kêu đâu. Im. Mệt dữ vậy. Quậy rồi, quậy, quậy, lộn người rồi, hơi dịch luôn. Ê nha. Thằng nào trời hả? Thằng nào trời? Trời gì hả? Còn trời luôn. Ừ, đi bắt dịch nè. Con có mấy cung nào ra hết không ta? Nãy nghe quá trời mình không bắt cái ba con trời ơi, dịch nó ra tôm rồi. Cẩu trăng ra coi nè. Trời ơi, bắt dịch không bắt ôm vô bạn. Đây, coi kìa. Trời ơi, dịch nó ra tôm nãy giờ mò. Tào lao thiệt chứ. Ôi, bó tay. Trời ơi, lưới ra vậy nè mà sao nó ra. Tao mới vợ. Rồi giờ sao? Anh bắt được mấy con rồi? Tao được 2 con rồi đó. Em đừng con, tính bắt được con nào? Tao được 3 con. Ba. Thôi bây giờ video mình đến đây cũng tạm dừng được rồi các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để cho ba anh em tụi mình một like, một đăng ký kênh nha. Thôi bây giờ mình đi vô trống kêu cameraman lãnh tiền nè. Mày bắt được con nào rồi đâu mà. Ba con. Ba cái đầu mày bắt được con nào. Ba con. Mình bắt được 2 con nha các bạn. Mình bắt được 3 con nha các bạn. Mình bắt được 3 con. 3 con ta đâu mà ra 3 con. Anh bắt được có 1 con à. Rồi chuẩn bị vô lãnh tiền nè, mày không có thằng nào đâu. Đi vô nha các bạn. Đi đủ. À đi đi đi. Để xin. Mình anh em đi. Bữa nay xui quá mấy bạn, không bắt được nào tên. Không bắt dịch vô mà hả?